Chào mừng anh chị đến với xe đạp thể thao vip.com. Hôm nay trong video này shop em đang tiến hành kiểm tra một chiếc xe đạp đua của hãng Twitter, chiếc xe đạp đua khung nhôm. Đây, chiếc xe còn nguyên thùng, nguyên đai nguyên kiện, kiểm tra để gửi hàng cho anh Cảnh ở thị xã Phú Mỹ của Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một mẫu xe đạp đua Twitter Smile R2000, nó là chạy bộ chuyển động Shimano Gradit R2000, tương ứng với 16 tốc độ. Size này là size 48 và màu này là màu dark gray, hoặc có thể gọi là màu ghi xám lông chuột. Em ơi, em cắt cái xe này ra đi để kiểm tra. Bây giờ shop sẽ tiến hành cắt ra để kiểm tra, gửi hàng cho anh Cảnh. Đây, toàn cảnh chiếc xe khi mà nhập về Việt Nam nguyên thùng nguyên chiếc thì nó sẽ là như thế này. Nguyên thùng nguyên chiếc là như này nhé. Trong xe thì họ đã lắp sẵn đến 90% rồi. Xe được bọc rất là cẩn thận chắc chắn. Và bây giờ thì shop sẽ nhấc ra để kiểm tra trước khi gửi hàng cho anh Cảnh. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây là một mẫu xe đạp đua khung nhôm hiện tại là rất là hút khách trên thị trường. Đây, số kiểm tra luôn, size này là size 48, trên thân khung đã ghi size 48, gióng ngang của nó sẽ là 52,6. Màu này là màu đen ghi, hoặc có thể gọi là màu xám lông chuột, hoặc có nơi gọi là màu nòng súng. Màu rất là đẹp. Xe này là sử dụng là khung nhôm nhé, khung nhôm siêu nhẹ không mối hàn, càng là sử dụng càng carbon. Chiếc xe này được sử dụng càng carbon. Tay lái nhôm, vành nhôm của hãng Twitter, vành nhôm rất sexy kinh. Lốp là lốp Innova Smooth thi 700 nhân với cả 25. Chiếc xe này sử dụng căm dệt. Bộ chuyển động là sử dụng Shimano Gradit R2000. Đùi đĩa trục rỗng của hãng Dechopec. Màu chữ Twitter, màu rất là đẹp. Twitter viền ở phía dưới. Anh Cảnh thì có tham khảo và hôm qua thì có liên hệ với shop và anh nói là anh muốn xem một số các cái mẫu xe đạp đua tầm 10 triệu đổ lại. Và sau khi mà nhận được những cái thông tin shop gửi, anh đã chốt cọc cho shop để chọn cho mình một chiếc xe đạp đua này, Twitter Smile. Còn đây là những cái đồ mà tặng, shop sẽ đóng cùng để gửi cho anh Cảnh để anh nhanh chóng nhận được chiếc xe mà mình đã lựa chọn tại shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.